Dạ, hay đó, bạn cũng rất nhiều. Coi như cả nhà, ôi tôi cũng có mấy má luôn, quá thành công luôn, quá hay luôn má ơi. Mọi người, mẹ luôn.
thực sự ra thì Hồng Loan không phải là nghệ sĩ. Hồng Loan chỉ là con của nghệ sĩ Tô Vũ Linh, là gia đình truyền thống, nhưng mà em từ nhỏ là ba không theo nghề. Nhưng mà hôm nay được tình thương của tất cả quý vị khán giả, Hồng Loan đã mạnh dạn bước qua Úc để với tư cách là giao lưu, gặp gỡ bà con kiều bào. Cảm ơn Như, cảm ơn chị. Nếu có gì sẽ phước mong tất cả. Dạ. Dạ đúng rồi. Vỗ tay à. Đây, đó. Chú đó luôn nha, cho lên sóng luôn. Nghe chưa mọi người, nghe chú đó nói chưa mọi người? Luôn tri ân và biết ơn những tình thương của tất cả quý vị khán giả đang theo dõi. Và mong rằng sẽ có gì nào đó thì luôn sẽ cùng với Hồng Loan sẽ tập những cái bài hát của ba, như là bài 20 năm tình đẹp buổi trưa một quý vị vừa đi đầu. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ xin phép cho Vũ Lương và Hồng Loan cũng đang giới thiệu một cái đoạn hộ quản luôn nghĩ là tất cả quý vị đang trong đời, đó là một chiếc đoạn rất là đặc biệt. Dạ. Đặc biệt quá cho nó lắm nè. Ủa alo, em đứng ra cái sông rồi. Em phải nói luôn rồi, em đi vô. Em đi vô cái anh kia. Ủa là sao, ủa alo. Em đi về đi. Chắc cái tôi không? Không dám đâu, bạn anh vừa nghe em thôi. Cảm ơn anh Vũ Luân, cảm ơn Hồng Loan. Mình đã cảm nhận được tình cảm của khán giả dành cho mình như thế nào nha. Mới tới sáng luôn đi anh. Để cho em si chứ. Rồi đi vô em ơi. Không nhớ bài mà giới thiệu. Dạ, một lần nữa cho con Hồng Loan được gửi lời cảm ơn ông bà cô chú rất nhiều. Rồi vô vô. I love you. Quên bài hát mà giới thiệu ha. Gan quá à. Nói nè. Nè gan quá à. Quên bài hát mà giới thiệu nè. Muốn cầm tới sáng luôn. Muốn cầm micro tới sáng luôn đó. Rồi tắt nha mọi người. Hai anh em vô là đi tắt luôn nha. Giới thiệu. Gan quá à. Quên mà dám giới thiệu. Xuất sắc mọi người ơi, anh hai Vũ Luân với lại Hồng Loan là xuất sắc nha. Đây mai ca mọi người hỏi là có hát không, hỏi có hát dịch à. Đây còn đây là nhân vật đó, Kim Tử Long chuẩn bị ra diện nha mọi người. Rồi tắt nha mọi người, cái phòng thay đồ không có thể nào livestream được. Đây là nhà thờ tổ đây. Đi tắt nha, đi tắt nha.